đó là các phụ kiện lồng nhà ngủ queo mà các chi tiết lắp ráp, thì shop sẽ giao với tình trạng là chưa lắp ráp nha các bạn. Có một số bạn vào bên của mình nhắn tin hỏi là cái này lắp ráp sao chị ơi, lồng này lắp ráp như thế nào, và các bạn còn yêu cầu mình là hãy quay cái video cái lồng đó để cho bạn lắp ráp theo. Cho nên là hôm nay mình làm cái video này để mình hướng dẫn và chia sẻ cái kinh nghiệm lắp ráp khi mà mình lắp ráp các lồng mini mà các tầng nha các bạn. Đó là lồng tuyết, lồng tiểu hoàng tử và lồng hề nhỏ nha. Khi mà các bạn nhận được chuyển hàng á, thì các bạn sẽ nhận được như thế này. Đây là các cục sắt của cái lồng nha các bạn. Và đây là cái queo và tầng lửng, nói chung là sẽ nằm trong này nha. Một cái lồng sẽ được bao bọc như thế này. Khi mà các bạn nhận hàng về thì mình sẽ nhận được hai cái phần như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp nha các bạn. Đối với lồng hề nhỏ, lồng tuyết và lồng tiểu hoàng tử, nó sẽ có kích thước giống nhau và cách lắp ráp tương tự như nhau luôn nha. Cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn kỹ cách lắp ráp lồng hề nhỏ, và mình sẽ quay sơ cái lồng tuyết và lồng hoàng tử luôn nha. Vì mấy cái loại lồng này mình sẽ lắp ráp gần tương tự nhau, cho nên là các bạn hãy xem cái lồng hề nhỏ và lắp ráp theo cho các những lồng tuyết hoặc là lồng hoàng tử nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ xé cái bọc của cái thanh sắt lên nha. Đây. Đây là cái khung sắt của lồng nha các bạn. Đây giờ gồm có 4 thanh nha. Mình sẽ tiến hành gỡ nó ra. Lồng hề nhỏ, lồng tiểu hoàng tử và lồng tuyết đều có kích thước là về ngang là 23 cm nha các bạn. Loại lồng này thì mình sẽ phù hợp để nuôi một bé Robo hoặc là một bé Winter White nha. Hoặc là các bạn dùng có thể dùng để xách tay khi mà các bạn di chuyển các bé về quê hoặc là muốn đi xa, muốn đi du lịch đó. Các bạn để bé vào lồng này xách đi cho rất là tiện luôn nha các bạn. Lồng này nó sẽ có đầy đủ phụ kiện nhà ngủ, queo, tầng lửng và chén ăn bình nước luôn nha. Đầu tiên mình sẽ lắp ráp 4 cái thanh lồng vào với nhau trước. Chú ý là các bạn nên quay cái móc ngoéo này ra nha. Mình quay ra ngoài. Đó mình gọi là cái bát này đúng không? Cái bát đó bạn sẽ xoay ra ngoài xíu, hồi mình sẽ lắp ráp cái nắp của cái lồng lên đó các bạn. Đây là bốn cái thanh lồng mình để lắp ráp rồi nha. Sau tiếp theo mình sẽ khui cái then của lồng nha các bạn. Đây sẽ là một chiếc nhà hề màu hồng nha các bạn. Cho nên là phụ kiện mình sẽ màu hồng hết luôn, rất là dễ thương. Đây là tầng lửng nha. Đây là mái nhà. Mình sẽ lắp ráp mái nhà vào. Cái này là ống khói này nha các bạn. Các bạn sẽ quay cái ống khói ra sau lưng nha. Này sẽ có queo, chén ăn và bình nước luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp thanh lồng vào cái khe của cái lồng nha các bạn. Cái này là cửa nè. Các bạn chú ý là ở cửa mình nó sẽ có một thanh sắt bị uốn cong vào nha. Đây, cái thanh sắt bị uốn cong này, các bạn thấy rõ không? Cái thanh sắt này không phải là bị lỗi đâu nha các bạn. Đó là để mà khi mà mình kéo lồng lên, kéo lồng xuống, mình vệ sinh hoặc là cho bé ăn á, mình kéo lên, mình thả xuống, cái khắp này nó sẽ giúp mình giữ được cái thanh lồng nó không bị sụp xuống trúng tay mình nha các bạn. Mình sẽ lắp ráp nó vào. Lưu ý là khi mà mình lắp ráp thanh lồng á, nó sẽ có tình trạng lỗi như thế này nha các bạn.
các bạn lắp vào cái phòng bát này nè, nó sẽ không xuống được, nó sẽ không xuống được hết cái thanh lòng nha. Nè, nó sẽ vô một khúc như thế này, còn ở bên này nhìn nó nằm sát luôn nha các bạn. Bạn thấy thanh lòng này không? Đó, bên hông nè, cái này nè sẽ nằm sát ở dưới đáy luôn nha. Còn cái thanh lòng này bị lỗi, nó sẽ nằm ở trên nha các bạn. Đó, các bạn sẽ dùng kìm, lấy giúp cho mình một cây kìm và các bạn kéo nó xuống từ từ nha các bạn, và nó sẽ xuống nha. Rồi, mình sẽ lắp ráp cái thanh lòng vào khe nha các bạn. Mình sẽ bóp nhẹ cái phần thanh lòng để cho các cái thanh lòng nó sẽ vào cái khớp của cái khe nha. Rồi đây, tiếp theo mình sẽ lắp ráp cái tầng lửng vào nha các bạn. Tầng lửng này nó sẽ kèm theo nhà ngủ luôn nha. Các bạn lắp ráp sao mà cho cái tầng lửng của mình, cái cầu buộc của mình nó sẽ vừa chạm vào cái đáy của lòng nha các bạn. Mình đã tiến hành lắp ráp được tầng lửng rồi thì mình sẽ tiến hành lắp ráp queo của nó nha các bạn. Đây nè, đây là bộ queo chiếc ăn một bình nước luôn nha. Mình sẽ lắp ráp queo trước. Đây là chốt queo nha, đây là queo, mình sẽ gắn chốt vào queo, để gắn cái chốt queo vào queo nha các bạn. Mình sẽ ráp cái queo vào ở phía dưới nhà này nha. Đây nha các bạn. Sau đó mình sẽ gắn bình nước vào nha. Bình nước của mình á, khi mà mình mua về nó sẽ ở với hiệu trạng như thế này nha các bạn. Đây, mình sẽ rút cái chốt này ra, mình lấy cái này ra, lấy cái này là ống nước của chuột. Cái đầu nhỏ này là dùng để cho mấy bé ham uống này nha các bạn. Còn cái đầu lớn này là nước nó sẽ chảy ra nha. Nó sẽ mình sẽ gắn vào cái chốt đen này. Cái chốt đen này là cái đầu nhỏ nó sẽ cho vào bình nước. Còn đầu lớn này mình sẽ gắn cái này nha. Đây, mình sẽ nhét cái đầu lớn này vào. Mình nhét vào nó vừa chạm vào cái này thôi nha các bạn. Sau đó mình sẽ gắn vào đây. Đây là chiếc ăn nha. Tiếp theo mình sẽ gài cái mái của cái lồng vào nha các bạn. Đây là cái nắp lồng này. Cái máy cây bát mình sẽ gắn vào đó nha. Xong, mình đã gắn xong một chiếc lồng hề rồi nha các bạn, rất là xinh luôn đúng không? Lồng này sẽ phù hợp với Robo hoặc là Winter Wine nha. Robo Winter Wine mình sẽ nuôi được một bé, từ một bé đến hai bé khi mà các bé còn nhỏ, còn khi các bé lớn thì các bạn nên đổi lồng khác nha các bạn. Lồng hề rất là dễ thương đúng không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua chiếc lồng tuyết cho các bạn xem nha. Đây được gọi là lồng tuyết nè. Lồng này cũng sẽ có queo, nhà ngủ, bình nước chiếc ăn và tầng lửng nha các bạn. Đây là cửa. Và cái lồng này nó cũng sẽ lắp ráp tương tự giống như lồng hề luôn nha. Nên là mình sẽ không lắp ráp lại. Còn đây là lồng tiểu hoàng tử nha các bạn. Lồng này cũng có kích thước là 23cm, cũng có cách lắp ráp tương tự như lắp ráp lồng hề luôn nha. Nên các bạn sẽ dựa vào video này để lắp ráp hai chiếc lồng này nha các bạn, lồng tuyết và lồng tiểu hoàng tử. Như vậy mình đã lắp ráp xong lồng hề rồi nha các bạn.
và cái lòng tiểu hoàng tử và lòng tuyết như mình đã nói thì các bạn sẽ lắp ráp tương tự như là lòng hề nha. Vì các lòng này có cùng kích thước và cách lắp ráp gần tương tự nhau, nên là các bạn hãy tham khảo cái cách lắp ráp lòng hề của mình để lắp ráp lòng tiểu hoàng tử và lòng tuyết nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn cảm thấy hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ với mình để mình có thêm động lực ra những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.